Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Trời, cái mặt thì ghét quá nha. Dễ ghét lắm hả? Dễ ghét lắm, mặt là dễ ghét lắm. Chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình trước, ưu tiên cho bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Ánh, em 27 tuổi. Công việc của em là kế toán. Em đến từ Huyên ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào các bạn khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Thắng, quê Bến Tre. Hiện tại công việc của mình là dạy giáo viên tiếng Nhật và có học thêm nấu ăn. Em đi học tiếng Nhật lúc nào mà giờ dạy tiếng Nhật? Em đi xuất khẩu động về 3 năm và hiện đang dạy tiếng Nhật. Wow. À, vậy à. Dạ. Chúc mừng năm mới khán giả truyền hình cũng như là chúc sức khỏe Quyền Linh Cát Tường bằng tiếng Nhật đi. Dạ. Minasan, kyo nen, akashimate, omedetou gozaimasu. Minasan, koshi wa genki na, shigoto to, ganbarimasu. Là gì? Dịch luôn đi. Năm nay chúc mọi người năm mới vui vẻ. Thật nhiều sức khỏe, công việc hưởng lợi. Arigato, arigato. 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 Arigato là cảm ơn. Tôi ở bên Nhật 3 năm. Dạ. Về đây cũng khá lâu rồi. Không dạ. Có lẽ không có tìm được một cô gái nào cho hợp với mình hả? Dạ có chứ, lúc trước có quen về nhưng mà chia tay rồi. Sao chia tay? Quen được người khác, bỏ em cơ. Bỏ em. Dạ. Mấy lần bị bỏ rồi? 2 lần. Tội nghiệp dữ không? Thế thì mình giới thiệu đi. Dạ, em thì gặp trai là không có thích. Gì kỳ vậy? Không ai lo được ta. Tại là kết quả của mấy mối tình không thành đó chị. Ồ, đạp vỏ dừa, thấy vỏ dừa là sợ nữa. Bây giờ là thích lại rồi. Giờ thích lại rồi. Dạ. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai mình muốn tìm khi đến với chương trình là như thế nào? Đừng quá đẹp trai. Sợ cái đẹp lắm. Ủa sao ngược với tôi dữ vậy trời? Người thon thôi, đừng có mập quá. Thon thon. Lần đầu tiên nghe thích bạn trai người thon thon thôi. Bữa nay đến với chương trình là bạn gái có món quà tặng cho bạn trai rất đặc biệt, mình tặng luôn bây giờ cho em. Dạ. Bạn trai lắng nghe nha. Người con trai mà em nhớ mong có một nụ cười dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương. Một cô gái chỉ biết hát ca như em biết cách nào để nói ra. Đành phải dùng một lời thương mến từ lâu đã rất thân quen. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lành hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xung vầy quá lắm, con tim hao gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là anh thì là ai? Hãy để anh đưa về là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu em nhé baby, rồi làm chồng em nhé baby. Dạ, bạn nữ hay. Bạn nam có đặt ra tiêu chí tìm một người bạn gái như thế nào không nè? Bạn cầu giống vậy không? Không chăm hình nè, không hút thuốc nè. Đi nước ngoài mà sao không có thoáng chứ? Người ta hút cái thuốc chút xíu cho nó sang sang, hay là ta xăm mình ở đâu đó? Lỡ như hung hồi sao? Sao? Lỡ như hung hồi sao? Cũng được, cũng có lý. Mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì không? Đừng có ú á được rồi. Ủa sao không ghét ú hả? Dạ không, tại xưa em có nóng lạnh á. Bên tầm mưa mưa mà nắng sợ về nắng chạy mở tội nghiệp. Trời ơi. Trời đất ơi. Xa dễ sợ luôn. Giờ tôi qua tôi hỏi nè. Ở Bến Tre là nhậu dữ lắm phải không? Em nhậu ít lắm. Là cỡ mấy lít? Lúc trước 4 thằng lít, bây giờ 2 thằng lít. Chúng em mới chơi nha. Cũng được. Đã chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Đồ đám cưới có luôn rồi hả? Dạ. Bạn trai là nhậu dữ lắm á, em có chịu nhậu không? Hơi sợ. Sợ lắm hả? Hai bà trai làm nghỉ rồi. Vậy hả? Nhiều. Không, tướng này dễ thương, không đến mức gọi là bạo lực gia đình đâu. Rất là dễ thương. Chàng trai bên đây dân miền Tây mà rất là gọi là phóng khoáng đó, nhiệt tình ha. Mặt gì cũng đẹp trai, thấy cũng xứng đôi đấy. Ha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ có hai đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp Karushito,
Gì? Ấy gì quên rồi. Ajinomoto. À, Ajinomoto. Em nói chơi. Rồi đó. Rồi, chào các bạn. Xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thắng à, theo mình quan sát nãy giờ thì bạn nữ này là yêu cầu Thắng thì là khoảng 8-9% là ok. Sợ là về là sẽ ăn hiếp Thắng. Vì Thắng rất là hiền, dễ tính. Rất là nuông chiều bạn gái à. Yeah. Ở bên đây người ta hiền khô à. Em cũng hiền. Rồi. Bạn gái mình có đi với ai không? Em đi với cậu, với bạn. Cậu với bạn, đâu cậu? Có cậu rồi, khỏe rồi. Cậu ruột hả em? Dạ. Dạ, dạ chào cậu. Bạn và dạ, dẫn chương trình cũng như khán giả cho mặt trong căn phòng hôm nay. Theo cậu thấy bên này thì ok, cũng đẹp trai đó. Thì cái gì bé Ánh cho người ta một cơ hội đi. Rồi. Thắng mà nói gì với cậu? Chào cậu đi bạn dạ, trai. Cậu gì nói gì cảm ơn không vậy? Nói cậu hứa gì đó mai mốt rồi nếu mà con dạ. Hứa gì đó. Mốt cháu cậu là đồng ý quen con thì mốt cậu đi đâu thì con sẽ nấu đồ ăn cho cậu ăn nha. Trời ơi. Cái hay đó, cậu ăn gì con nấu cậu ăn á. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt rồi ha. Rồi, bắt đầu. Tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Chuẩn bị tối hôm qua anh khắc cũng phòng tay lên tặng em để em. Cảm ơn anh đẹp. Nói đi, ý nghĩa tặng cái khắc cái đó là gì, nói luôn đi. Tại lãnh em khắc tặng luôn cho làm kỷ niệm. Đâu bị anh được đâu anh. Khắc thôi hả? À, thôi ngồi đi đứng hoài. Tâm sự chuyện tình yêu đi. Thì em thấy anh cũng rất là dễ thương, thấy dễ gần. Còn anh cảm nhận về em như thế nào? Thấy em xinh gái, nói chuyện cũng vui vẻ. Kế hoạch mình tính tới hôn nhân thì sao? Bạn trai mình chủ động đi, bạn gái. Ừ, còn nếu mình có hẹn hò thì mình có thể khoảng bao lâu mình cưới nhau? Đó thì khoảng chừng 6 tháng đến 1 năm. Nhanh quá, bạn trai chuẩn bị kịp không? Không, không sao đâu, chỉ có gì không kịp thì có cha mẹ ở nhà phụ thêm với cha mẹ ở nhà cũng hối thúc lắm rồi. Mình không có chuẩn bị hả? Thì em chuẩn bị nhưng mẹ chuẩn bị tinh thần. Còn vật chất? Vật chất thì trước khi đi Nhật về em đã dành tiền cưới vợ rồi. Có không? Có chứ, đủ tiền cưới vợ. Bạn nhiều nói luôn đi. Thôi không có nói được cơ. Đứng đó thật hầu đám cưới cho. Nói đi cơ. Thôi không nói cơ. Thôi thật khỏi nói đi anh ơi. Ngại lắm không nói được đâu. Ủa rồi đám cưới làm mình thuê nhà hàng nấu cho mình luôn cơ. Không cần đâu, để em tự nấu được cơ. Chú rể vô nấu luôn. Vâng. Trời ơi, chú rể đảm đang quá. Em thích đi du lịch không em? Dạ em cực kỳ thích đi bằng xe máy á. Nếu mà sau này nếu có dịp thì vẫn mong có một người chở mình đi. Được, mình sẽ nếu mà bạn chịu thì mình sẽ làm tài xế cho bạn nha. Bạn nào? Em đây. Em cơ. Nếu mà em chịu hẹn hò thì anh sẽ làm tài xế cho em cơ. Quyết định gì đi cơ. Tiền bạc ai giữ cơ. Cái đó là của nữ giữ cơ. Anh có bao giờ tưởng tượng về một cái gia đình của mình? Nói chung là anh cũng giống gia đình của nhà anh thì khoảng chừng 3 người học giỏi nha. 3 người là? 3 đứa con. Dữ vậy? Nếu mà một người thích quá còn hai người thấy không có anh chị gì hay nhiều, 3 người vừa. Nhưng nuôi nổi không cơ? Thì bỏ bên ngoại người, bên nội người, còn một đứa thì anh với em giữ. Thôi mình tỏ tình với nhau đi. Đó giờ anh cũng về được 2 người rồi. Nhưng mà người ta bỏ anh rồi. Bây giờ anh lớn suy nghĩ là nếu bây giờ muốn quen thì quen thì quen chín chắn quen, chứ không quen dù giống như trẻ con rồi. Quen vài ba tháng, vài ba bữa rồi chia tay rồi. Nó thích, cái đó là tâm nguyện của anh. Em cũng không có muốn tìm hiểu thêm về nhiều người nữa. Một người trong đời nữa thôi là đủ rồi. Cảm ơn. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. Một. Việc rất hệ trọng nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Cặp mà xính ghê nha. Xính ghê cơ. Phải hung cơ. Quy định chương trình rồi bạn. Không bấm nút là không có hung mà bấm nút là hung. Cúi đầu xin cậu nữa chưa? Thì nói anh yêu em bằng tiếng Nhật đi. ICT rồi. Rồi, chúc mừng các bạn.
Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Đây là một chiếc thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1 triệu đồng các bạn vừa xem phim vừa mua sắm đưa cho bạn gái dự. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là bộ wrap và bao gối Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Nắm tay bạn gái đi bạn. Nắm tay thật chặt cơ.